5. Dạ, chào bạn. Mời bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, em tên là Lê Nam Phương và năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên ngân hàng. Bạn trai. Em tên là Trương Quốc Cường, 30 tuổi, nhà ở quận 11. Nghề nghiệp hiện tại của em là cầm đồ. Cầm đồ tức là mình làm mình chủ hả? Tiệm đó hay là sao em, hay là nhân viên? Dạ, cầm đồ tức là em làm cho vay trong ngân hàng mà em hay nói vậy. Anh làm ngân hàng nào bạn? Dạ, em làm bên ngân hàng xuất nhập khẩu Eximbank. Em làm ngân hàng nào? Dạ, em làm bên BIDV ạ. Tưởng đâu khi chung ngân hàng mà người ngồi trên, người ngồi dưới, người trong, người ngoài mà không nhận ra nhau, phải nhờ tới chương trình mới vui lắm. Dạ. Nhưng mà chị hỏi nè, lý do tại sao em bé? Chắc là do em làm thơ á. Hả? Em phát hiện ra một cái mối quan hệ khá là mật thiết, tức là khi mà em làm thơ tặng ai đấy là coi như là người ấy không đến được với tỉnh ấy. Mà bữa nay có làm thơ gì tặng anh bên này nữa không? Dạ có, em có nữa hả? Rồi có làm thơ nhưng mà em tặng cho hai anh chị bạn. Bạn nam có thể nghe ké thôi. Rồi em xin phép đọc ạ. Tháng tư về đợi vừa rào trước ngõ, bạn muốn hẹn hò trao gửi tơ hồng xưa, hai chúng mình đi hết bao mùa mưa, cùng đợi chờ người chưa từng gặp mặt. Giữa Sài Gòn nắng dâng trong đôi mắt, khoảng cách nào đứng giữa em và anh, tấm rèm nhung ngăn nửa trái tim chân thành. Hai MC Quyền Linh Cát Tường sẽ mai mối, hạnh phúc mỉm cười khi trái tim mở lối, đường đời yêu thương nắm tay nhau ta về. Hay quá. Dạ. Giọng rất là ngọt ha. Chị bắt chanh vô thôi uống luôn cũng được, khỏi cần bỏ đường. Bạn có sở trường gì? Em tính toán rất là nhanh. Đúng là làm ngân hàng mà, câu cho vay nữa. Sở trường. Dạ đúng rồi. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà xét về tình yêu mà hai người á thì chị chưa có chị ạ. Chưa có. Dạ, còn xét về tình mà một phía thì chắc cũng có. Nói chung em là người khá là thẳng thắn và sống thật với cảm xúc của mình ấy. Nên em cũng có chia sẻ với bạn ấy là tớ rất thích cậu. Nhưng mà hầu như là nhận được cái sự từ chối. Bạn ấy nói thơ nhận nhưng người không nhận. Cái người đó kỳ quá vậy. Dạ, bình thường ấy là con trai là tỏ tình với con gái trước. Nhưng mà em lại là con gái đi tỏ tình với con trai trước. Thì đối với những người mà quan điểm truyền thống thì họ nói ôi như thế là không được. Bạn trai quan điểm như thế nào về cái điều bạn gái vừa chia sẻ bạn? Thì em thấy chuyện nó cũng bình thường thôi, nam nữ gì mình cũng có thể chủ động được, không sao hết. Đây là bạn nam ấy chắc có suy nghĩ giống em là nó bình thường, nhưng mà đối với những người khác thì điều đấy nó không bình thường. Trời thôi, với cái bộ bình thường là suy nghĩ của em thôi. Em tự ti quá. Nhiều người nó thấy bình thường không sao cả. Tự tin lên em. Đúng rồi. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tới nay em trải qua là 2.5. 2.5. Rưỡi là sao bạn? Thì có cái mối tình gần đây nhất thì giờ em ngẫm lại không biết nó có phải là một mối tình không, nên thôi em tính hơn nữa. Qua 2.5 đó bạn rút được kinh nghiệm gì? Không có rút được những cái kinh nghiệm gì hết mà toàn những điều kinh khủng không à. Thì đó, qua những kinh khủng đó mình mới có kinh nghiệm hơn. Mình có đặt ra tiêu chuẩn gì ở người bạn gái mình muốn tìm không? Dạ, tiêu chuẩn của em thì nó đơn giản lắm, chỉ có 3 từ thôi là 1m6, 50kg với lại nhí nhảnh. Dạ em chắc đạt được khoảng 30% chị ạ. Cái gì mà tự cô này cũng tự ti dễ sợ. Em chỉ có nhí nhảnh thôi anh ạ. Về cái 1m6 với lại 50kg thì em nghĩ là chắc không đạt rồi anh ạ. Nhất khoát là phải 1m6 với 50kg hả? Dạ thì mình nói hình tượng ra vậy thôi. Em là người của những con số mà cái gì cũng phải có ra số mới biết được. Thôi cái đó một chút xíu nữa mình kéo màn lên mình sẽ mặt đối mặt là mình thương lượng sao. Anh có tiêu chuẩn đúng không? Thì em có tiêu chuẩn. Em không đặt nặng về vấn đề ngoại hình đâu, nhưng mà em hơi nhỏ người á, cho nên em muốn một người mà che chở mình, có thể chăm sóc được cho gia đình và đặc biệt đó là không nhóm máu O anh ạ. Anh nhóm máu gì ạ? Em nhóm máu AB. Tại sao không nhóm máu O liên quan gì? Tại em cũng máu O cho nên em nghĩ là nếu như người máu O thì họ giống mình nhiều quá. Nhược điểm của người máu O là chỉ cần uống một chút cồn thôi thì mặt đỏ lên đúng không? Mặt đỏ lên cho em nên là em máu AB mà em uống một ly cũng đỏ. Cái này chắc không đúng. Từ xưa giờ chưa thấy người yêu nào đi tìm người yêu mà phải phân tích nhóm máu. Thì nhóm máu nữa là 10, còn nếu không á là 9.9 là được rồi. Bởi vì nếu như mà anh tròn quá thì anh sẽ lăn khỏi tay của em, cho nên 9.9 anh là không rồi. Tròn đâu, không lăn khỏi đâu, sợ. Sao vậy? Nói chung che chở trước cơn bão gió chứ cũng hơi mệt. Ví dụ như anh không che được mà anh lấy dù che được. Lấy dù che còn mệt nữa, cầm cái dù gió nó mọc lên còn mau mệt. Ủa là sao? Thì mình độn mấy cục đá vô cho nó nặng hơn. Không nhỏ sao? Lắm hả? Tướng người bên đây mảnh khảnh lắm. Trời đất ơi, gió thổi chắc hai đứa bay luôn á. Sao? Thấy cổ lanh không? Dạ thì nói nhiều vui vẻ, em thích. Dạ. Thích phải không? Dạ. Bây giờ nếu mà phù hợp thì bao lâu thì mình sẽ kết hôn được? Năm sau. Chuẩn bị hết trơn rồi, thiếu mỗi tên cô dâu nữa. Câu này nghe quen lắm nè. Cái điểm gì em không thích nhất ở người phụ nữ? Có nhiều anh trai rồi
bạn thân rồi anh nuôi. Ủa cái anh nuôi thì thôi tôi chấp nhận cũng được đi, mà cái bạn thân với lại cái anh trai mắc mới gì à, anh trai để ý em nói là anh trai nhận đâu ngoài về á, chứ anh à, trai nghĩa là nuôi đình. Nuôi á phải không? Dạ đúng rồi, hồi đó vậy em cũng bị mấy lần rồi mấy em cũng nuôi nuôi mấy người rồi đúng dạ, không? Không mấy bạn nữ trước của em á thì em nói sao đi với bạn đó nhiều quá, nói không này anh trai kết nghĩa của em à, kết nghĩa xong rồi hai đứa cự nhau rồi cái đi với bên kia luôn à, thì hỏi được hỏi bạn em có anh nuôi anh kết nghĩa gì không? Dạ không chị ạ, bởi vì em sống rất là thật cảm xúc của mình. Cái vấn đề mà anh nuôi em nuôi á, nó chỉ là một cách vỏ bọc để chúng mình che đậy cái cảm xúc của tụi mình thôi, cho nên em không thích như thế. Đúng rồi em đồng ý rồi à, có lẽ bây giờ hai bạn nói chuyện qua lại cũng cảm nhận về nhau chút xíu rồi, chúng ta hỏi thêm người thân để xem bạn trai có đi với ai không. Dạ em đi với một anh đồng nghiệp với em gái của em. Em gái đi. Theo cảm nhận của em thì chị dễ thương, năng động, rất là vui vẻ. À kế bên là sếp của anh hả? Rồi chào sếp cái đi. Theo sếp thì có duyệt cho vay không? Nhìn bạn nữ bên đây là rất là dễ thương, có cá tính rất là hợp với Cường. Nhưng mà thấy dấp người không biết có được sếp trên nữa gì không. Bạn nữ thân quen dạ, bạn áo trắng. Bản thân Nam Phương á thì sống tình cảm, rất ít bạn bè, cho nên là nếu mà bạn là bạn trai của Nam Phương thì bạn có sẵn sàng để cho Nam Phương xem bạn là giống như là cái mối quan tâm duy nhất á. Tính mình là quen xong thì cũng chỉ biết có hai đứa không à, không có biết nhiều lắm, cho nên là mỗi lần cứ có một người yêu là cứ rụng mất đóng bạn. Phương á rất là kỳ vọng buổi gặp gỡ hôm nay, cho nên là hy vọng là bạn không làm Nam Phương thất vọng. Thì mình rất là vui nếu mà hai bạn đến được với nhau, và càng vui hơn nếu mà năm sau các bạn có thể cưới nhau. Hey, để anh qua anh xem mặt bên đàn gái thế nào nha. Chào dạ. Bạn, rất là xinh, cười tươi. Dạ. Đọc thơ rất hay ha. Dạ cảm ơn anh ạ. Dễ thương lắm. Dạ, thương có dễ không mới quan trọng. Kéo mà, chúng ta có 2 phút để gặp gỡ. Bắt đầu. Tặng bạn món quà. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Lúc mà nghe giọng nói của anh thì em thấy anh điềm đạm. Chưa biết mình có kết quả sau này có đi được với nhau hay không, nhưng mà anh là một người rất là đặc biệt đối với em. Tại vì anh là người đầu tiên xuất hiện ở cái ngày đầu tiên mà em 25 tuổi, hôm qua sinh nhật của em á. Nhìn em thì anh thấy em cũng xinh xắn. Anh ơi, anh nói là nếu mà được ấy thì năm sau mình lấy nhau đúng không? Tụi mình lấy nhau ấy thì em về làm dâu ạ. Chắc một cả 1-2 năm gì đó. Dạ. Được không em? Em làm được thì có gì sai sót thì bố mẹ có thể chỉ bảo mình dần dần cũng được. À đúng rồi, là anh có họ bảo là cái người bạn gái của anh á là phải cao từ 1m6 đổ lên. Nhưng mà em thì không đủ được 1m6 đâu. Nhìn người cũng không có mập mạp lắm. Thì nãy anh nói 1m6 tức là cho em nói bao gồm guốc rồi cũng được. Không sao đâu. Anh cũng đâu có nói là bao gồm guốc đâu. Đâu nói 1m6 đi chân không thôi. À dạ. Nói chuyện tới sáng luôn nè. Anh thấy em cũng rất là dễ thương, vui vẻ. Có nhược điểm gì không anh? Nhược điểm thì phải tiếp xúc nhiều thì mới biết được. Em rất cảm ơn anh về món quà này. Vì đây món quà mà đầu tiên em được nhận từ một coi như nam. Là sinh nhật em. Vâng, cảm ơn anh. Giờ em như thế là đã vui rồi ạ. Hết thời gian. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Mời bạn trai và bạn nữ gái để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian quyết định bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Sao không bằng nào bấm vậy? Dạ thì nói chung em đã nói là em hơi bị lạ, cho nên là có những cái nguyên tắc của em thì cái đó cũng rất là khó để hai đứa có thể tiến xa. Em cũng chia sẻ là em càng người nhạy cảm lắm, cho nên là khi lần đầu gặp đầu tiên mà em thông qua nhiều cái hành động của chị là em có thể biết được cái tình cảm người đó dành cho mình như thế nào. Thì nếu như mà họ không chọn mình thì mình cũng tôn trọng cái quyết định của họ, không sao hết ạ. Có khi nào tại làm thơ đúng không ta? Chắc không phải đó chị. Mai mốt gặp bạn nào đừng làm thơ nữa nha. Dạ. Không, nhưng mà đó là cảm xúc của bạn ấy. Khi bạn ấy dâng trào cảm xúc ngoài chuyện tình yêu đừng làm thơ. Làm thơ tặng ai bất kỳ cái gì cũng được. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong một ngày sớm nhất. Thôi, hôm nay dù sao cũng là cái duyên chúng ta trở thành những người bạn làm chung ngân hàng với nhau, trao đổi về nghề nghiệp. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình nha. Rồi. 25 trăm, tại là anh nữa, nói chung là rất là nhoi.
Dạ, cao 1m85 trở lên được rồi chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Các Tường, anh Quyền Linh cũng đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà thật sự đó là mình chỉ là một cái nhịp cầu mà họ không đi qua cầu thì mình cũng bó tay thôi. Thật sự này anh cố gắng để cho họ nói nhiều hơn nữa để xem họ có đồng cảm trong cái chuyện tình yêu không. Nhưng mà không thể được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cặp đôi thứ hai để xem thế nào. Hả Màn, mời bạn nữ. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Cẩm Vân, 14 tuổi, đang là mẹ của 35 đứa con. Ồ, cô giáo giữ trẻ, 35 dạ. đứa con. Một thân hình mảnh mai như thế này, quản lý 35 em một lúc. Dạ. Dễ thương nha. Quản lý thêm người này đứa con sao dạ, nha. Dạ, bạn trai mình. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Giang Quốc Giang. Giang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 24 tuổi chị. Nghề nghiệp là gì bà? Dạ, kinh doanh công ty. Cụ thể là kinh doanh gì? Buôn bán nông sản. À, nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ. Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4-5 năm rồi. Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ, em đi bộ đội xong rồi kinh đặc đại, xong rồi về xã làm được năm á. Xong rồi em về làm bà. Về xã làm gì? Dạ, làm trung đội trưởng. Qua cái môi trường quân đội thì chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt. Quê bạn ở đâu vậy? Dạ, em ở Vũng Tàu á. Vũng Tàu? Dạ. Wow. Em đang ở đâu? Dạ, em ở Bến Tre chị. Bến Tre với Vũng Tàu? Không, cũng gần, nó đi Tàu cũng gần. Rồi giờ hẹn hò sao trời? Bến Tre đi ra cửa đại đi vòng qua Vũng Tàu. Thôi không sao, cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau. Em giới thiệu về những điểm mạnh, điểm yếu của em trước đi. Em hay lanh chanh lắm, tài lanh nữa, nói chung là rất là nhoi. Lanh chanh, tài lanh, nhoi nữa. Dạ, em nhoi dữ lắm. Anh Quyền Linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà. Em nhoi không có chọn lọc. Bạn trai bây giờ nói chút xíu đi, như thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu. Tình hình sức khỏe ra sao? Ổn định. Ổn định hả? Nãy giờ em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao? Ngoài, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào? Cũng bình thường. Có yêu cầu ngoại hình gì không anh? Dạ không. Sao dễ vậy? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Hai rồi, mối tình dài không? Dạ mối tình đầu tiên là 4 năm, mối tình hai là được, chắc 5 tháng. Lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay? Dạ đi bộ đội. À, xa mặt cách lòng. Dạ. Ủa mình đi bộ đội mấy năm? Dạ 2 năm chị. Rồi. Hai năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác. Dạ. Rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay? Dạ bạn nó nhỏ con quá. Nhỏ con quá chia tay hả? Không, bạn kia chia tay chứ em chia tay. Đi với em ngại. Bạn có đối xử tốt với ta không? Hay là ta lấy cái cớ đó thôi? Quá tốt luôn hả? Quá tốt luôn hả? Dạ. Nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt về bạn, lên đây bạn tìm bạn gái, tìm vợ, bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì trơn trọi hả? Dạ, cao 1m85 trở lên được rồi chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Cũng được, không sao cả. Dạ, không dễ dãi lắm, nó hỏi nó cho vui vậy thôi. Bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm, cái gì cũng được hết trơn á. Còn gì nữa không em? Dạ, dễ tính là được chị, đừng có keo kiệt quá. Cái đó dạ, em sợ anh mới đúng. Ừ, bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ. Em khoảng làm chi ơi? Khoảng lắm hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ vợ. Vợ giữ ha, còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ? Chắc cho bạn gái gì đúng quá. Sao nữa? Em nói thiệt. Thiệt hả? Dạ. Ủa là sao, là sao? Bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả? Dạ, đi chơi rồi mà gái giữ. Dạ. Ủa tại sao dễ dãi vậy? À không biết. Em có khuyết điểm gì không? Giống như là nó ngọng thì. Đâu ngọng đâu, anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi. Rung lắm hả? Dạ. Thôi bộ đội gì mà rung vậy? Mạnh mẽ lên coi. Gì? Hỏi thiệt nè. Dạ. Trong người có bị gì không? Dạ không. Đâu đứng lên xoay vòng coi. Phong độ mà. Phong độ mà làm gì dễ dãi vậy? Trời đất ơi. Ế lắm không? Dạ không. Không ế lên đây làm chi? Kiếm vợ chị. Sao không tự kiếm đi? À, kiếm ra chị. Thì là ế. Dạ. Nói nghe nè, cô bên đây cũng nhỏ con. Dạ. Sao, có vấn đề gì không? Dạ không. Sợ bạn anh nói thôi chứ em sao? Em cỡ nào cũng được hết trơn phải không? Dạ. Thì nào đám cưới được? Cuối năm thì. Có chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Có cái gì? Nhà cửa xe cộ. Hứ, nhà cửa của ai? Ba cho. Cho chưa? Dạ rồi. Có đủ hết rồi ha? Dạ. Nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này, giờ trong lúc hẹn hò này nè, rồi mình sao? Thì tháng sẽ 3 lần. Tháng xuống 1 lần hả? Tháng xuống 1 lần ít quá vậy? Đó. Dạ 2 lần chị. 2 lần ha? Dạ. Em có dạy gái không? Dạ có. Có hả? Ê, giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả? Dạ. Trời vui vậy? Mọi người làm chứng giùm em nha. Thiệt luôn hả? Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mà đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trong 10 đồng chị. Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi mà gái giữ cho khác chị.
Trời ơi, lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời, bóp bóp đưa bạn gái ra, muốn xử lý sao xử lý cho nó gọn. Mà thật em... sự trong bóp có chừng vài chục ngàn thôi. Không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền, mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm là cái tâm đó mới là quý. Không, tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. Nhưng mà đưa, à có nghĩa là đưa bạn gái đưa hết không, hay là đưa mớ còn nhiêu giấu giếm ở nhà? Dạ, mình giấu ít. Còn có giấu hả? Mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? Không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt. Mạnh khỏe. Dạ. Thế chị cái tường sợ quá lo sao? Nhà anh tập luyện dữ lắm mà lên đây xong tập luyện gì? Giống như là anh nói chất gương vậy. Ồ, nói gì đâu, sao đâu ra giờ bè gương đó, nói thử coi. Có quà tập sao? Hả? Vậy lên gương kêu là lên cho con giả, lên cho chị xong rồi hỏi bằng nữ. Rồi. À có ngồi nó nhảm vậy đó hả? Dạ. Ủa làm gì mặt đỏ vậy, biết cỡ hả? Thôi đừng có chọc tao hoài nữa mà, được không, rồi. Không, cha thì vui mà, vui. Chọc tội nghiệp á, ha. Thôi im đi anh coi. Cha dễ thương mà. Gái sao dễ thương mà. Dạ. Vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó, được vụ đó được á. Dạ, à, chào. Chào cô giáo. Dạ. Dễ thương nha. Anh kiếm bự con lắm. Anh có thể che chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó. Tao quản lý ba mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Còn đứa dạ, nhỏ đây quản lý chắc cũng được đó. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ, em không thích bạn trai ghen tuông. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ghen dữ không? Ít thôi. Ít thôi. Rồi gì không thích bạn trai gì nữa? Dạ không thích hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không. Với lại em thích bạn trai của em là phải sạch sẽ, dễ nhìn, biết quan tâm người khác. Bạn trai có sạch sẽ không? Dạ có anh. Có luôn. Quan tâm với bạn gái không? Đưa dạ. Bóp luôn là quan tâm ừ, quá được rồi. Được lắm, được. Cái vụ đưa bóp là tôi chịu. Vậy rồi. Là đủ rồi ha. Còn gì yêu cầu nữa không? Ba em á là nói là phải cao 1m7 trở lên mới cho quen. Để sau này cái hiện nội giống á. Em nhỏ con quá. Này dư luôn á. Bạn trai đâu có thể ẩm em chạy vòng vòng cũng được nữa. Không nè, có lo. Có cái gì đâu nữa mà lo. Mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó. Không, rất là phong độ. Chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao. Được dữ lắm nha. Em có đi với ai không? Dạ có em trai với bạn thân. Em trai? Rồi thôi mình hỏi em trai đi. Nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy? Anh quá run luôn. Ở nhà mình lắm, mạnh miệng lắm. Mà sao lên đây anh run vậy chứ? Em thấy à, chị gái này cũng dễ thương à. Anh với em chị qua nhau rất hợp. Ra đường thì nắng anh cha chị luôn, yên tâm. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với cô Út. Rồi mẹ đâu à? Theo ý của ba dân á thì nói là con trai phải bự con, mạnh dạn. Thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội, đảng viên. Thấy cháu đây thì cũng đủ chuẩn. Và đã đi nghĩ vụ đồ thì cũng rất là mừng. Dạ. Út thấy sao? Út thấy sao? Út kìa. Theo Út, Út chấp mấy điểm? Không biết gấp đâu à. Cái gì cũng được mà hơi xa thôi à. Chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ. Bây giờ duyên nợ thì dù xa ở đâu cũng thành hết rồi chị. Dạ. Cảm ơn gia đình. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nào, hãy giải quyết chuyện yêu xa. Anh muốn quà tặng anh. Dạ em cảm ơn anh. À, em có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không? Được. Tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em. Nghe ơn gửi bác. À rồi con cảm ơn con. Ngày mai sinh nhật bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ, vui vẻ sức khỏe. Dạ. Dạ. Trời ơi rung. Không bự con mà sao không rung dữ. To dễ sợ vậy. Em thấy sao? Em thấy sao? Sao anh rung quá vậy? Không biết. Làm như người nổi sải. Anh thấy em sao? Anh dễ thương đẹp gái. Em thì em nhỏ con quá, những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được. Nhiều khi á em giận dữ lắm. Thì có anh được anh à? Dạ. À, anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy? Không, anh thì không quan trọng vấn đề đó. Anh còn quan trọng chuyện gì nữa không? Mình em thì có buồn xịn quá, như là tính toán cao kiệt, như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông tính tiền này nọ á. Em chuyện đó không có. Ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả? Dạ. À, tưởng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền nhau trả hai đứa. Anh có định nói gì em không? Anh vuốt ngồi bên banh lâu ngủ giờ đó. Thật ra thì em tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường suối. Hai lần đầu tiên đều nói chung chuẩn bị đi hết rồi, tinh thần là vững chắc hết rồi này. Té xe. Cái xong rồi đến lần thứ ba thì em cũng chưa biết được gọi, nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ ba thì em cũng bị té xe nữa. Rồi. Anh thì chưa mà... cái duyên đến với em khó lắm đó. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh. Hả? Thì em cũng chúc mừng sinh nhật của anh. Bạn có muốn quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không?
Dạ, em sẽ hát Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngày ngừng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Ý rồi, hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi anh? Chủ yếu câu đó thôi đó. Bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Hay chị, ý nghĩa. Tí ra mua quà tặng lại. Mua quà tặng lại? Dạ. Mua quà gì? Bạn nữa thích gì mua tặng nào? Hả? Nói câu này coi chừng à. Tặng cặp nhẫn có không? Cái ta có. Trời ơi, mạnh quá. Thích rồi đó nha, xoái ca rồi đó nha. Em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt. Trời, số cái gì phải coi hết em vậy? Rồi đẻ mấy đứa coi luôn, coi chưa? Đẻ mấy đứa con, chừng nào đẻ? Đẻ mấy đứa anh? Hai đứa à? Hai đứa, em cũng thấy hai đứa được. Vậy anh động viên, cho được hai đứa thôi. Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Hai cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em cho suốt cuộc đời. Trời ơi, nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thôi, bây giờ rồi. Lo vuốt luôn mũi hoài nói được câu đó đó. Hay quá trời. Thôi, để tay nút bấm đi các bạn. 3 2 Đồn quá rồi. 1 Hết thời gian. Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi nào. Em dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy. Ẩm cổ lên cái coi. Đây. Chưa ẩm lâu lâu chút, ẩm tiếp đi. Ẩm nó nhận quà nữa. Còn tặng quà nữa, ẩm tiếp đi. Thôi bà thôi. Bạn cho. Bà không cho hả? Dạ. Bà xã không cho. Này dư sức luôn không? Ẩm vòng vòng vẫn được đúng không? Dạ. Hả? Rung không? Còn rung không? Được. Anh rung thiệt. Không thiệt. Anh rung quá. Anh dễ thương ha. Dạ dễ thương. Em nói gì với anh đi nãy, nó hay quá. Anh hứa quá hay luôn. Em nói gì đi. Anh hứa thì em phải thực hiện được nha. Anh ơi, có bác con hứa với bác luôn. Gan ghê luôn. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi hy vọng là những cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với bác gái. Dạ. Với bạn gái, với vợ tương lai của em. Dạ. Nha. Chờ tin của các em. Đây, gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Nào, hãy dắt bạn gái đi xem phim đi. Dạ. Có kính cận hả? Hả? Nãy gì vậy? Là kính cận. Hả? Rồi sao không đeo? Hồi nãy gỡ ra quên. Mà không đeo có thấy đường không? Dạ không đeo vẫn thấy bình thường. Cận mấy độ? Dạ em cần có độ mấy á. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì bên tay trái của Cát Tường, bạn nam đang rất là háo hức chờ đợi. Và không biết là người bạn gái mà hôm nay mình được hẹn hò là ai? Cảm giác của em hiện tại bây giờ như thế nào? Hơi rung, hồi hộp. Hơi rung, hồi hộp. Hít thở thật sâu và đợi chị Tường trong một giây nữa thôi. Tường sẽ dẫn bạn gái của mình vào nha. Tự tin một lát tháo mặt nạ ra là phải tấn công liền nghe chưa? Rồi, đây, đây, ghế này, ghế này. Rồi, lòng phía trước. Rồi quý vị ơi, bây giờ thì cả nam và nữ hai bạn ấy đã ngồi vào vị trí của mình rồi. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Rồi, bây giờ thì mình biết là đối phương của mình đang ngồi bên kia cái trái tim này rồi ha. Trước tiên hai bạn hãy tự giới thiệu với nhau mà mời bạn trai nói trước. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả đang coi trên kênh YouTube MCV Media. Mình tên là Đinh Xuân Dũng. Mình hiện tại là 27 tuổi. Mình hiện tại là đang ở Dầu Tiến, Bình Dương. Và mình hiện đang làm công việc đó là kinh doanh và sửa chữa xe gắn máy. Rồi, em giới thiệu lớn cho ảnh. Dạ, nghe rõ chị. Thông tin ảnh rồi ha. Dạ, chào chị Cát Tường, chào bạn nam bên kia. Hiện tại là Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp. Em là người Nha Trang và đang sinh sống và làm việc ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 28 tuổi. 28 tuổi, achà. Có vẻ như lớn hơn bên đây một tuổi. Vậy là em sinh năm bao nhiêu? Dạ sinh năm 90. 90 em? Dạ em sinh 92. Nhất gái lớn 2, dì trai lớn 1. Có vấn đề gì không em? Dạ không. Không sao ha.
Em đang làm công việc gì? Dạ nhân viên văn phòng, kế toán hành chính. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em hàng ngày là gì? Như thế nào trong cuộc dạ, sống? Dạ điểm mạnh của em là em biết quan tâm chăm sóc được những người khác tốt, em tự lập được. Nói chung là nữ công gia chánh thì em ok. Có cái điểm yếu nào không em? Dạ điểm yếu của em là em cái giọng em nói em không có nói lớn được giống cái giọng gió, với lại mỗi lần em tức lên là em hay khóc. Em không có nói được. Nóng nói được, người ta tức lên người ta phải la hét. Còn cái giọng cổ là hơi bị yếu, nên là cô tức lên cô chỉ khóc thôi. Em sẽ làm gì mỗi khi người yêu em khóc? Mỗi khi bạn gái khóc thì phải dỗ dành với chị. Em thì em nói lớn tiếng, em ăn nói lớn tiếng, bạn gái em nói chuyện nhỏ, hai người là hợp. Hợp hả? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu đồ ăn rất là ngon. Tại vì gia đình từ hồi nhỏ là công việc của em là nấu nướng ở nhà nhiều. Với lại em những cái công việc ở nhà như lặt vặt như điện nước rồi ấy đồ này kia là em làm được hết. Tình trường thì sao em? Mấy mối tình rồi? Tình trường thì em trải qua, nếu mà gọi là chính thức luôn á, là chỉ có một mối tình kéo dài 6 năm. 6 năm? Dạ. Sao không tiến tới được hôn nhân? Giữa em và bạn hai bên quen nhau lâu rồi á, cái đó với lại nhiều khi không có chia sẻ thẳng thắn với nhau. Ở nên... gần nhau hay ở xa nhau? Dạ, ở gần nhau chị. Ở rồi gần, sao không chia sẻ? Sau này bạn gái làm công việc thường thường phải làm ca đêm, đi về khuya rồi riết, rồi cái mâu thuẫn giữa hai bên mà không có chia sẻ được với nhau. Em ghen hay sao? Ghen thì em thì con trai thì bắt buộc ai cũng phải có ghen một chút xíu. Nhưng mà bạn gái có gì bạn không có chịu nói, vẫn giữ im lặng luôn. Rồi hai đứa cảm thấy không hợp nữa nên chia tay. Nói chung là cũng do mình thiếu chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Và thật sự tình yêu nó cũng chưa đủ mạnh mẽ để mà mình có thể là cảm thông được hết cho nhau, để mình quyết chí, mình nắm tay nhau, mình đi đoạn đường dài, đúng không? Rồi chia tay bao lâu rồi? Tới nay là bao lâu rồi? Chia tay nay nữa là được gần 3 năm rồi. 3 năm rồi, là quên hẳn rồi chứ gì? Dạ, quên hẳn. Rồi, thế còn em gái, tình trường của mình sao? Dạ, em cũng có một mối tình từ thời sinh viên. Mấy năm? Dạ, cũng 6 năm. Trời ơi, sao hai người này giống nhau dữ vậy trời? 6 năm. Chia tay được bao lâu rồi? Dạ, có 2 năm rồi. 2 năm, lý do tại sao mà 6 năm mà cũng không tiến tới được? Dạ, vì người đó nói là chưa có sẵn sàng để lập gia đình. Bạn trai nó nói là chưa sẵn sàng. Thì đi làm rồi gặp một người khác thì có chắc có nghĩa là cũng say nắng hay gì đó. Có lẽ là cái duyên phận chưa đến với hai bạn ha. Đều có những mối tình rất là dài nhưng mà cuối cùng cũng không đến được hôn nhân. Nhưng mà không sao, tình yêu khó nói lắm. Nhiều khi chúng ta quen 5 năm, 7 năm chưa chắc đến được với nhau, mà nhiều khi quen có 5 tháng, 7 tháng mà chúng ta tiến tới hôn nhân và sống với nhau trong lòng đầu bạc. Rồi thì bây giờ em, mẫu người bạn trai em mong muốn tìm là người như thế nào? Dạ là người hiền lành, hiếu thảo, với lại đàn ông thì trầm tính một chút, chứ đừng có nói nhiều, đừng có khoe khoang gì nhiều. Về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì phải cao 1m từ 6-8 trở lên. Cao được nhiêu? Dạ em 1m7. 1m7 dư được 2 phân, được không? Dạ được. Rồi gì nữa? Dạ, giống như người mẫu hình của anh ca sĩ Lý Hải á, là người vừa xã hội vừa trong công việc trong gia đình. Là... Không, anh này thì thấy là có vẻ là mọi việc trong nhà anh đảm đương được, nấu ăn nấu đồ hỗ trợ vợ được. Chị nghĩ đâu đó đó cũng giống giống anh Lý Hải đó. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ là ngoại hình thì là bụng bự hoặc đầu hói. Rồi về tính cách thì là đừng có tứ đổ tường là được chị. Không có tứ đổ tường. Dạ. Em chắc không có đâu đúng không? Dạ em. Không, chị nhìn, chị nhìn tại cặp mắt chị cũng hay lắm. Chị là giác quan của chị rất là tốt. Chị nghĩ có vẻ là không có tứ đổ tường đâu. Còn không thích cái gì nữa không? Dạ đừng có kính cận nữa. Hả? Nãy gì vậy? Dạ kính cận. Hả? Rồi sao không đeo? Hồi nãy gỡ ra quên. À mà không đeo có thấy đường không? Dạ không đeo vẫn thấy bình thường. Cận mấy độ? Dạ, em cần có độ mấy à? Cận lâu mau rồi? À cũng lâu rồi chị, mà tại đeo cho nó đỡ lên độ chị. À mới cận cái này chắc lo làm á, mình sửa máy sửa móc mình chú tâm mấy con vít con ốc quá đó. Có cận hả chị? Có cận mà không có đeo kiến, kiến cầm theo cái nào cần mới đeo thôi. Còn không thích đeo kiến ra bắn laser cái một là bắn cái xéo là hết đeo kiến thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Cái chuyện cận chị thấy nó không quan trọng. Cái cận bây giờ em đừng bận tâm.
Dạ có, do cận, ví dụ như đeo kính vô, độ nặng kính nó dày á, mà con gái thì hay đổ mụn á, nhìn vô mụn trời đất ơi, con trai người ta mắt tỏ người ta vẫn thấy mụn chứ đâu phải đeo cái kính vô là người ta thấy mụn đâu. Dạ không, đeo cái kính vô là mụn cái cục mụn nhỏ thành cục tạm bậy. Đeo cái kính bình thường đi đường em làm như đeo cái lúp vậy, em làm như cầm kính lúp rọi vô cái mụn em thì sao. Thôi được rồi, bên đây mẫu người bạn gái của em như thế nào? Mẫu người con gái mà em thích là theo kiểu truyền thống, không có sơn móng tay móng chân rồi không có nhuộm tóc. Tại ở nhà em là gốc em là gốc Bắc nên thành ra là bố mẹ theo cái kiểu truyền thống nên không, cũng không thích con gái nhuộm tóc lắm. Chị thấy cái đó là do ba mẹ mình là hồi xưa thì truyền thống, chứ còn như mình giờ mình phải thoải mái lên chứ. Em á, riêng cơ bản em á, thì em thích bạn gái á, cũng có nhuộm những màu mà nhẹ nhẹ bình thường không sao, cứ đẹp là được. Đẹp là được, đúng rồi. Em có phải là người gia trưởng không? Em thì không có, không phải là người gia trưởng. Hai bên mà có vấn đề gì á, thì phải hỏi ý kiến lẫn nhau, chứ không em là rất ghét là áp đặt cái ý kiến của đúng. Mình lên bản thân người khác. Đúng. Đâu ra em chị coi hình của em coi. Hai bạn có thể hình dung sơ bộ một chút xíu, nhìn hình có thể đoán được cái người bên kia không nha. Cái đó gọi là thần giao cách cảm đó. Nha, để Tường coi coi. Đâu, còn hình của em chuẩn bị đâu. Chị coi. Nè, em ngồi em kiếm ảnh đi. Khó à. Rồi kiếm cổ đi. Nếu kiếm khó quá thì cho gợi ý. Chúng ta có 30 giây để nhìn hình đoán mặt. Bạn gái có thể gợi ý cho bạn trai ba đặc điểm về mình ngắn gọn thôi nha. Dạ là thân hình mảnh. Thân hình mảnh. Tóc dài. Tóc dài. Mắt to. Mắt to, rồi đoán đi. Đâu được coi. Thân hình mảnh, tóc dài. Rồi em, đợi cho cổ ba gợi ý. Khuôn mặt hơi góc cạnh miếng. Mặt góc cạnh. Đầu tóc thì gọn gàng. Tóc gọn gàng. Thích mặc áo sơ mi. Thích áo sơ mi. Được chưa? Dạ được rồi. Được rồi phải không? Chắc chưa? Dạ chắc. Đâu? Ảnh đâu? Trời ơi hay quá ha. Được rồi đây nè, cổ đón em nè. Đó. Đây. Đón em nè, đúng không? Dạ đúng. Rồi cầm đi. Bây giờ chúng ta sẽ được nhìn thấy mặt nhau để xem những cái cảm xúc của chúng ta, những cái dự đoán của chúng ta, những cái giác quan của chúng ta từ nãy giờ đúng hay sai quý vị nha. Và bây giờ là thời khắc mà chắc chắn là các bạn đang mong đợi từ nãy đến giờ. Các bạn sẽ được trò chuyện trực tiếp với nhau. Bây giờ các Tường sẽ mở cửa trái tim ra nha. Chào bạn. Rồi. Sao tự nhiên đồ đơ luôn vậy? Thôi, hai bạn cảm nhận về nhau như thế nào? Dạ, anh thấy cũng hiền. Cũng hiền. Đâu đeo mắt kiến vô cho cổ coi coi. Có thấy mụn cổ không? Dạ không. À, không thấy mụn hả? Cái này phải nhìn gần để thấy, nhìn xa cho thấy chị. Dạ đúng kiến rồi. Người ta đeo sao? Vô là đeo cho vui thôi. Trời ơi, nè em đeo thử cho, mượn cổ mắt kiến cổ đeo thử coi. Đây em đeo thử cái mắt kiến ảnh coi là em thấy có thấy được nó cục mụn nó bự hơn không? Dạ nhè quá. Thấy chưa? Chị đeo vô cũng nhè lắm. Nhưng mà cận là đeo vô cho nó, ví dụ nó đang nhòe đeo vô nó hết nhòe chứ không phải đeo vô để soi mụn nha. Mà chị thấy anh đeo kiến có vẻ hợp đó. Cảm nhận của em về cổ như thế nào? Đúng mẫu người mà em suy nghĩ. Đúng mẫu người em suy nghĩ luôn. Hợp ý mình rồi mà sao không, trời ơi. Mình đây có món quà tặng bạn. Đó. Rồi. Mà hôm nay á thì Tường giới thiệu cho các bạn là chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản ăn trưa. Thì bây giờ cũng là sắp tới giờ ăn rồi. Bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức một món ăn rất là đặc biệt ngày hôm nay ha. Rồi trong quá trình mình ăn thì mình sẽ vừa trao đổi, mình trò chuyện với nhau tiếp. Đồng ý không? Rồi cho mời đồ ăn. Đó, thơm quá. Các Tường xin giới thiệu với hai bạn món ăn mà hai bạn được thưởng thức ngày hôm nay. Đó là một món ăn rất đặc biệt, có tên gọi là mì ramen trứng tại Aori Ramen. Món ăn này được làm mới mỗi ngày và được các vị đầu bếp cán bằng tay, cho nên giữ được cái sự dai của độ mì và cân bằng trong một cái tô mì ramen. Và chưa hết đâu, đặc biệt là nước dùng có màu vàng đục, rất là thơm ngon với một cái vị béo ngậy từ những cái dưỡng chất trong xương. Bây giờ xin mời hai bạn cùng thưởng thức một chút xíu cho Tường biết cảm giác như thế nào nha. Tường không có được ăn, nhưng bây giờ Tường sẽ ra ngoài và dành cái không gian là lại cho hai bạn vừa ăn uống vừa trò chuyện. Phải ăn uống tự nhiên nha cưng.
Rồi mời bạn gái chăm sóc bạn gái ăn nha, ga lăng chút xíu nha. Vừa ăn vừa trò chuyện nha hai bạn. Dạ mời anh ạ. Dạ anh đã ăn cái món này bây giờ chưa? Anh đây lần đầu tiên anh ăn á, còn em? Dạ cũng lần đầu tiên á, cho nên không biết là nó như thế nào. Thì mình phải ăn đi một chút mình mới biết được cái món này nó có ngon hay không. Nó ngon, bữa sau anh dắt em đi ăn nữa hả? Cái đó thì được á. Em đồng ý là em muốn lúc nào anh dắt đi được hết. Dắt là được nhưng mà vấn đề là ai trả tiền, vấn đề khúc sau ấy. Trả tiền thì cái này thì anh đã mời em đi ăn thì tất nhiên anh phải trả chứ. Em chỉ nói giỡn thôi. Ba mẹ em lớn tuổi chưa? Dạ cũng lớn rồi, chỉ còn mẹ em thôi chứ ba mất rồi. Nhà anh thì ba mẹ anh cũng đang còn trẻ nên phong cách sống cũng tương đối dễ. Bây giờ nếu như mà anh quen một người lúc đầu á, là dù anh dắt bạn gái về, ba mẹ không thích là dùng tóc, sơn móng tay gì đó, mà em lỡ sơn móng tay, dùng tóc gì, rồi ba mẹ nói cô bé này không được, rồi anh bỏ luôn hả, anh không quen nữa thì sao? Cho anh đính chính lại tí xíu nha. Là ba mẹ là kiểu không thích dùng tóc, nhưng mà kiểu tự nhiên nguyên cái đầu vậy đúng không? Nguyên cái đầu, chơi nguyên cái đầu vàng chét hoặc là đỏ chét luôn á. Còn mà dùng theo kiểu mà cho nó đẹp á, thì cái đó không có sao hết. Nãy giờ anh có cảm nhận gì về em? Anh thì vừa nhìn thấy em thì anh cảm thấy em rất là hiền. Tại thường thường những người mà ăn nói nhỏ nhẹ là những người đó hiền lắm. Anh thì ăn to nói lớn. Ăn to nói lớn mà đừng có nạt là được. Nạt là em sợ. Nạt em có khóc không? Dạ có chứ. Thắm ơi, sao rồi? Nãy giờ nói được chuyện gì rồi? Dạ hỏi hiểu nhau được phần nào chưa? Dạ cũng hiểu một phần đó. Hiểu một phần. Tự nhiên cái mùi nó thơm quá vậy. Em đã ăn cái món mì ramen này lần nào chưa? Dạ em chưa. Đây là lần đầu á. Cảm giác em như thế nào? Sợi mì nó dai chứ nước nó ngọt đó. Sợi mì dai nước ngọt. Tại vì nãy chị giới thiệu rồi đó, cái sợi mì này là người ta cán bằng tay luôn. Có nghĩa là chứ không phải là mì dạng mì mà mình mua là mình trụng mà người ta cán sợi ra từng, người ta lăn bột, người ta cán luôn. Cho nên nó rất là dai. À, trò chuyện xong rồi ha, cũng được ăn trưa cùng nhau, cũng hiểu nhau một phần nào. Bây giờ chị cho hai bạn chơi thêm một cái mini game nhỏ nhỏ nữa cho nó vui, cho nó thân thiết hơn. À, bây giờ trên tay chị Tường là có một sách bài. Trên đây là có những cái yêu cầu dành cho đối phương. À, thì bây giờ các bạn sẵn sàng chưa? Mỗi người sẽ có được một cái quyền chọn một lá bài. Và lá bài này ghi cái gì, yêu cầu cái gì thì mình phải thực hiện theo như vậy. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ ưu tiên cho bạn nữ trước. Mời em đọc lớn lên cái nội dung trong đó. Bạn hãy thể hiện tình cảm với người đối diện bằng một hành động lãng mạn. Đó. Chị Tường sẽ kiểm tra, không làm được bị phạt. Đó. Đọc là hiểu rồi cái gì? Vậy thôi cho em đọc bài thơ đi. Rồi đọc lớn cho bạn ấy nghe nha, mới lãng mạn được nha. Nếu em là thằng đẳng thấp, anh sẽ là một phương trình. Nếu kết luận bắt em phải chứng minh từ giả thiết là yêu thương và nhớ. Rồi nhớ. Trời ơi, có lãng mạn không em? Hơi xíu chị. Hơi mà em có chấp nhận không? Dạ chấp nhận. Rồi vậy là chấp nhận, tới phiên em. Tôi nghe gì sao bài thơ mà có gì toán học công trọng nữa vậy? Sao tôi nghe đâu có lãng mạn đâu. Đọc lớn lên em. Điều điên nhất anh em từng làm là gì? Rồi, điều điên nhất mà em từng làm là cái gì? À, có lúc mà anh buồn quá, một mình anh xách xe chạy lên trên Đà Lạt ở 4-5 ngày rồi anh mới về. Xong đa? Dạ. Tại xe là cũng đâu có gì đâu điên đúng không em? Nhưng mà chú bỏ nhà hay là cha mẹ không biết hay là... Không không, thì kiểu nhiều khi buồn quá muốn đổi gió cái có mình đi lên trên đó 4-5 ngày xong rồi về. Điên không? Em thấy có gì điên không? Ờ, chị cũng thấy bình thường. Có cái gì điên hơn nữa không? Lúc em mà đi bộ đội á. Ồ, có đi bộ đội nữa hả? Lúc đó xong 3 tháng quân trường á, người ta biên chế, tại em biết sửa điện mà. Biên chế cái kiểu lên phía trên để làm thợ sửa điện cho nguyên cả cái trung đoàn đó. Em thì em sợ độ cao, mà em đăng ký em lên. Tới cuối cùng hả, cứ ngày nào cũng phải trèo trên cái cục điện tùng ten tùng ten trên đó. Điên chưa? Chết rồi, bạn gái nó cũng chưa điên nữa. Thôi điên rồi em. Ta sợ độ cao mà ta treo toàn ten mà sửa điện ở trên chở nữa, điên quá đi chứ. Được rồi, khó quá. Nãy giờ mình trò chuyện cũng nhiều rồi ha. Bây giờ lắng động lại chút xíu. Vậy Tường muốn hai bạn hãy nói cho đối phương biết là
hiện tại bây giờ cái cảm xúc trong người mình như thế nào, mình có cái tình cảm gì đặc biệt dành cho đối phương hay chưa? Mời bạn trai trước. Đến đây thì anh và em gặp nhau thì cái này nhiều người ta không tin duyên số, nhưng mà anh thì anh cũng tin. Như anh cũng nói là một cái duyên, giống như là em cũng được gọi cũng 3-4 lần đó, nhưng mà em bị mất việc bận công tác đó, cho nên em cũng không đến được. Nhưng mà lần này em đến được thì chắc cũng là gặp anh là cái duyên. Mình hãy nói cái tình cảm của mình bây giờ, hay là lúc mình tỏ tình mà. Anh thì vừa mới mở màn ra, anh gặp được em, trái tim lâu rồi không có gọi là nó nhảy nhót lung tung, nhưng mà gặp được em thì anh cảm thấy mình rất là rung động. Anh thì anh hát rất là dở nhưng mà anh ráng lắm, hôm nay anh cũng xin tặng em một khúc của bài hát, bài Thương Nhau Lý Tơ Hồng. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chín dòng sâu, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Này ngựa ô kiều vàng anh khớp, xôn xao câu hò điều lý chính ớ nàng ơi, băng qua núi đồi cao cao chập trùng, đưa nàng về xin sao xuyến lý chung tình. Ai, hơi rung. Anh rung lắm, hồi hộp lắm, nhưng mà cái cảm xúc thì chị Tường thấy rất là đồng đầy. Rồi thôi được rồi, chúng ta chỉ trò chuyện bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Mình sẽ đếm từ 1 đến 3, các bạn hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Trái tim của mình đã sáng lên rồi, đó là hai mảnh ghép trái tim đã ghép lại. Có nghĩa là chính thức từ ngày hôm nay hai bạn đã là một cặp đôi. Chúng ta sẽ có những cái thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Mời hai bạn đứng lên bên phía này. Mình có thể nắm tay nhau đi hai bạn, cho nó tình cảm nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau. Và bây giờ phần quà mà chương trình dành cho hai bạn là vé xem phim tại hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Các bạn có thể đến đó để mà lựa chọn những bộ phim mình yêu thích và xem. Ngoài ra mỗi bạn còn nhận được một cái voucher giảm giá 30% tại Aori Ramen. Và nơi đây là một cái không gian rất là lãng mạn để cho các cặp đôi có thể đến hẹn hò với nhau nè. Rồi để cho gia đình, bạn bè chúng ta cũng có thể tổ chức những cái buổi tiệc ở đây rất là ấm cúng và rất là lãng mạn. Xin mời hai bạn có dịp thì hãy thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Kính thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt, phiên bản ăn trưa được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Mọi người nhớ đón xem và nhấn subscribe để ủng hộ kênh nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Đến với chương trình ghép đôi thần tốc. Hôm nay có vẻ hơi lạ đúng không quý vị? Tại vì mọi người cũng biết rồi đó, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như một số những tỉnh thành cả nước là đang thực hiện theo chỉ thị 16 của chính phủ, đó là mình phải cách giãn xã hội để cho mình có thể là khống chế được dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe cho người dân. Cho nên là Tường đang ngồi ở nhà của Tường đây, nhưng mà cũng không quên cái nhiệm vụ của mình, đó chính là làm mai làm mối. Hôm nay thì có một mình tôi ngồi ở nhà sẽ kết nối lại cho quý vị khán giả. Chúng ta có thể nhìn lại một chặng đường vừa qua của chương trình ghép đôi thần tốc. Có những cái nhân vật, có những cặp đôi nào đặc biệt? Qua 14 tập phát sóng với sự xuất hiện của 28 cô gái dễ thương, mỗi người một cá tính và đã mang đến nhiều màu sắc cho chương trình ghép đôi thần tốc. Họ là các cô gái tài năng, tự tin thể hiện mình trên sân khấu. Chợt nghe thấy một tiếng ca, cùng một đóa hoa đang đến gần từ phía xa đến trước nhà. Thì ra đó là chính anh, người bấy lâu hay nói chuyện với nhau vui lẫn sầu. Ngập ngừng đôi ba phút khi đã đến gần, rồi anh đưa tay lấy thêm một chiếc nhẫn, rồi
trong tim bỗng thấy tâm trạng rối bời. Một khẽ mỉm cười, em khẽ trả lời. Em vẫn yêu đời, vẫn hát ca với đất trời. Em vẫn yêu đời, vẫn thích như thế dòng trời chẳng nghĩ ngợi. Môi vẫn luôn cười tươi tắng xinh sáng dáng người. Vậy nên bây giờ em muốn ta mến nhau thôi. Cảm ơn mọi người. Oh yeah. À, dạ em chào hai vị MC và chào hai chàng trai bên đó với lại khán giả. Em tên là Nguyễn Hồng Lan, 25 tuổi. Hiện tại em đang làm giám đốc của một công ty mỹ phẩm về thiên nhiên, tinh dầu và lại dầu gội thiên nhiên. À. Quê của em là ở Bến Tre nhưng mà em sống ở Sài Gòn cũng khá lâu, cũng được 6-7 năm. Là lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Là giám đốc đúng không? Dạ. Giám đốc có gì Tường ơi? 25 tuổi trẻ mà làm giám đốc sớm quá ha. À, dữ lắm á trời. Điểm mạnh của em thì tự lập trong kinh tế. Với lại biết nấu ăn rồi làm việc nhà này nọ. Nhưng mà điểm yếu của em là chắc tại em ưa ghen với lại hay lèm bèm. Chà, nói vậy là có một cái bề dày về những cuộc tình trước á ha. À, em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Khánh Uyên. À, năm nay em 23 tuổi và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần show show gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, giống như show quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi tao luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi vơi khi nghỉ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười có dấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones hết trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Thì ngày hôm nay không biết là các bạn còn nhớ hai cái nhân vật đó là bạn Khánh Uyên. À, bạn Khánh Uyên với lại là bạn Minh Trí không ạ? À? À, bây giờ thì xin cho chị Tường sẽ bắt đầu kết nối với bạn Uyên với bạn Trí nha. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình, nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á, nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì... thì em sẽ... ấy ra thì... ấy ấy. Đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen thì bị chán á. Tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... Em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm. Em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được. Tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu. Trời ơi, trời. Trời, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chỉ trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2
1. Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi tao luôn chị. À, em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lò bún bánh. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà thì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mình. Em thì chưa có mối tình nào đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối. Tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hot tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em mới mây, em mới mưa, em mới nắng, em mới bão gì đó. Phải phân định ra. Bấm. Cái này không kháng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi à, cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê. Dữ không? Nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Hello. Chào chị. Chào chị. Em nghe chị ơi. Rồi bây giờ thì là hai bạn đã xuất hiện rồi ha. Hai em là xuất hiện trong hình như là trong tập 8. Chị Tường nhớ là trong tập 8 số phát sóng mà có những bạn rất là dễ thương luôn. Từ hôm đó tới nay là hai em là mình quen biết nhau vậy là được mấy tháng rồi Uyên? Dạ được 3 tháng rồi. Bữa giờ tiến trình mối quan hệ vẫn tốt đẹp hả Uyên? Dạ cũng bình thường ạ. Yêu nhau mà trong mùa dịch nó cũng nhiều khó khăn quá ha. Dạ. Bữa giờ trong mùa dịch á, rồi em chăm sóc bạn gái mình như thế nào? Thì em chỉ có nhắn tin hàng ngày hỏi thăm, có gì mới thì em sẽ kể cho bạn ấy nghe chẳng. Nhưng mà cái hôm mà ghi hình xong á, là mình vẫn có được một thời gian là mình vẫn hẹn hò yêu đương, đắm đuối đúng không? À, cũng đi chơi được 3 lần, em nhớ là 3 lần. 3 lần có thu hoạch được nhiều không em? Dạ không, chủ yếu là tụi em đi chơi để nói chuyện, tìm hiểu nhau thêm thôi chị, chứ cũng chưa thu hoạch gì được. Trời đất ơi, mà bây giờ thấy tình hình như thế nào? Em thấy là Uyên có phù hợp với mình không? Cái điều gì là em thích nhất ở Uyên? Còn những cái điều nào mà các bạn cảm thấy là chưa hợp nhau, cần phải là tìm hiểu thêm? Về phía em thì em vẫn chưa thấy có gì đó làm em không thích. Chỉ có điều là tụi em chưa có kịp thân thiết nhau hơn nữa. Thì đại dịch tới thì khúc đầu tụi em cũng có hơi mém một chút nữa, chắc là cũng mở rồi đó. Nhưng mà tụi em cũng cố gắng để xem qua mùa dịch này như thế nào. Vì dịch mà vỡ hay là lý do gì mà vỡ? Khoảng thời gian đó là tụi em chỉ có nhắn tin qua lại với nhau thôi. Thì trong cái lúc nhắn tin đó thì nó hơi... em cũng không biết nói sao. Cái này chắc để Uyên nói thì hợp hơn. Tại này hiểu Uyên. Cái gì kỳ vậy? Sao Uyên? Nói thiệt chị nghe coi, vụ gì Uyên? Tại vì là do là cái đoạn thời gian đó là mới á chị. Mà kiểu hai đứa cũng chưa có học được cái cách là phải quan tâm như thế nào, nên là em bị kiểu bị hụt hẫng nhẹ á, là ủa là đang mình đang có bạn trai hả hay sao mà thấy không có cảm giác gì hết vậy, nên là em hơi quạo một xíu. À, có nghĩa là mình chưa đủ hiểu nhau, chưa đủ để thông cảm cho nhau, rồi cái dịch nó làm cho mình phải ly tán, cái làm ra mình phải hoài nghi nhau, giận hơn. Không đúng không?
có một chút xíu giận thôi chứ cũng không hẳn là giận hết. Bây giờ ổn hơn chưa? Hiện tại là ổn hơn chưa? Vậy giờ cũng ổn chị, tại sau lần đó thì em với Uyên cũng thống nhất là vì giờ dịch tình hình này thì không ai muốn, cho nên là bây giờ thì cả hai đứa đều phải học cách cảm thông rồi học cách lo lắng cho người kia. Uyên nhận xét về Trí như thế nào? Có những cái điều gì mà em thấy là nó hợp với mình và có những cái nào mà em cảm thấy là chưa hợp? Chia sẻ thẳng luôn. Cái hồi lúc đầu á thì em thấy kiểu sao bạn này theo thì quá, sống có giờ giấc á chị, không có kiểu như em là sáng thì dậy trễ, bữa dậy trễ bữa dậy sớm, tối cũng bữa trễ bữa sớm mới ngủ, nên là lúc đầu em chưa có quen với cái giờ giấc của bạn này. Vì này kiểu trong cứ đúng 10 giờ 11 giờ là tự động biến mất đi ngủ mất tiêu, nên là hồi đầu em hơi khó chịu ha. Ờ, có chịu thiệt, đang nói chuyện tự nhiên mất tiêu. Ủa nhưng mà trước khi trước khi mất tiêu là có goodbye, anh ngủ đây em ngủ ngon gì không? Tự nhiên mất ngang. Mất ngang. Đâu có chị, thì bình thường em vẫn thức, em nhắn tin, em vẫn thức nhắn tin, mà tại đôi lúc chay trả lời tin nhắn lâu quá em nằm ngủ lúc nào không hay chứ không là không, mất tiêu. Ta quen lối sống lành mạnh mà, thông cảm đi. Nên là lúc sau thì em mới kiểu biết cái giờ bạn này rồi, mấy giờ dậy, mấy giờ đi ăn, mấy giờ đi ngủ em cũng biết, nên là em cũng đương theo được kha khá, nên là em không có bận nữa. Với lại bạn này hay nói chuyện kiểu câu khẳng định đó chị. Có ví dụ, ví dụ bạn đó hay nhắn là anh đang ăn cơm xong, em cũng biết trả lời sao nữa. Nên nói em hồi trước đó là em sẽ lời, em sẽ trả lời là rồi hai đứa tính luôn. Rồi bây giờ thì em trả lời lại được là em đang ăn cơm, hay là chụp một cái hình đồ ăn ra vậy thôi. Nói chung là cũng thay đổi một chút xíu rồi, chứ không có cọc lóc như hồi đó nữa. Rồi có điều gì hài lòng hơn? À không hài lòng là em biết được bạn này hút thuốc rất là nhiều. Đó là gì mới nói yêu kỳ mà sao giờ hút thuốc rất nhiều? Tại vì em không ngửi được mùi thuốc á, nên là khi mà em thấy ai hút thuốc là em cảm thấy rất là khó chịu một xíu. Nhưng mà hên là không có gặp nhau nên là bạn nó cứ hút đi thì em cũng đâu biết đâu. Trời đất ơi, rồi mai mốt tới hồi gặp nhau hút sao? Bây giờ phải bỏ từ từ nha cưng. Trong mùa dịch bỏ từ từ để tới hồi hết dịch là gặp nhau, mà hút quá là của s*** lại luôn à. Giờ cho tôi một cái điểm khen coi. Bát qua của anh kia chứ dễ dàng chê không á, cho một cái điểm khen coi. Bạn này dậy sớm, dậy rất là ngày nào cũng dậy sớm hơn em và nhắn tin, đó là nhắn chút buổi sáng cho em. Ừ, vậy là mình mở mắt ra là mình thấy những năng lượng tích cực ha. Sao bây giờ mình nhận xuất lại cổ đi. Đó, tiếp xúc được bên ngoài rồi thì thấy sao? Đôi lúc thì em cũng muốn nói chuyện nhiều với hay hơn nữa, nhưng mà cứ thỉnh thoảng mà có lúc nào mà em suy nghĩ được chuyện gì đó để nói chuyện với nhau thì Jay sẽ nhắn là hôm nay em bận, hôm nay em quay. Thế là cả hai đứa cũng im luôn, im cho tới khi nào Jay làm việc xong thì nói tiếp, thì lúc đó em cũng quên mất câu chuyện em nói là gì luôn. Như vậy là chị nghĩ rằng chuyện chưa có mạnh nè, cảm xúc chưa có mạnh nó mới vậy. Có hôn nhau chưa? có cái trên chương trình đó chị. Có cái trên chương trình thôi. Jay vẫn còn ngại với em lắm cho nên là... Bởi vậy như vậy chưa có cảm xúc là đúng rồi. Nói chung là cũng may mắn là cái mối quan hệ này vẫn còn lại, chứ là không có đứt. Thì chị hy vọng là tụi em còn rất là trẻ, với lại bây giờ mùa dịch mà trời ơi, có thêm cái người quan tâm thăm hỏi của mình thì tốt quá đi chứ. Thằng Trí hứa một câu cho tôi nghe coi. Hứa là anh sẽ quyết liệt hơn, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn. Nói tôi nghe một câu coi nè. Thì sau cái chương trình này thì anh sẽ chủ động hơn, quyết liệt, táo bạo hơn. Nguyên cũng phải hứa là phải sẵn sàng, phải mở lòng, mới phải hợp một bên thì đâu có được, phải hai bên hợp tác với nhau mới được. Thì em cũng sẽ hứa ra hợp tác. Rồi thôi thay đổi nha. Rồi thôi, chúc cho hai em vui nha. Rồi mình tiếp tục cái công việc của mình ha, giữ sức khỏe nha. Hẹn gặp lại tụi em ha. Dạ, cảm ơn chị Tường. Dạ chị Tường. Bây giờ thì Tường sẽ kết nối với quý vị, gặp một bạn nữ đó là bạn Bảo Khánh nha quý vị nha. Rồi cho Tường kết nối với bạn Bảo Khánh à. Em rất là mong muốn tới đây để tìm được một nửa của chị em, rất là khao khát để tìm cho chị một mảnh tình. Thì qua
chia sẻ của các anh thì em nghĩ là ngày hôm nay có thể là đó là định mệnh của chị em rồi. Lúc nãy anh có nói là anh ở bến Bình Đông, anh cũng nói là anh có thể sẽ ở Phú Quốc, thì cũng thật là trùng hợp chị em cũng ở Kiên Giang. Em cảm thấy là anh cũng rất chững chạc, đàng hoàng, tình cảm, cũng giống như những gì mà chị mong muốn một người đàn ông của đời mình. Em mong chị là hãy lựa chọn theo con tim. Em cũng mà chị vẫn đang hoang mang em. Chị là bà Mai, bà mối chị hoang mang lắm. Chị sợ bạn gái em bẻ cong người đàn ông của chị. Không, mà cái này sáng hơn chị. Chắc tại mấy người trước thích uống trà sữa rồi đó chị. Này không thích nha, uống cà phê sữa đá hay gì nè. Anh thích uống gì? Dạ em, tại em làm bartender anh, cho nên là em thích uống rượu với lại cocktail. Uống rượu mạnh mẽ nha. Uống rượu mạnh mẽ nha. Trà sữa rồi. Rồi được. Rồi thì tới bên kia đi. Thấy em trai đi. Sao nè? Dạ, chào mọi người, em là Tiên, em là bạn của anh Linh. Bạn anh Linh. Dạ. Rồi. Theo cảm nhận của em thì chị ghế xanh có vẻ là phù hợp hơn. Thật ra anh Linh ngày thường cũng rất là vui vẻ hoạt bát, chắc là do hôm nay lên tivi nên rung. Vậy hả, bình thường cũng hoạt bát hả em? Dạ, nói chuyện cũng vui vẻ, cũng hay giúp đỡ. Rồi, cảm ơn em. Rồi em trai. Chào mọi người, mình là bạn của bạn Tùng. Theo như mình thấy thì hình như nếu đổi ghế lại thì có lẽ hợp hơn. Tại vì bạn Tùng á thì làm công việc ba với hả, tính cách cũng kiểu giống như soi nổi cho nên thích hợp với cái bạn nữ ghế xanh hơn. Bạn nữ á thì cũng kiểu thích cho cái này nọ đi đây đi đó, còn cái bạn nữ áo đỏ á thì kiểu giống như hiền dịu nhẹ nhàng quá đi cho nên nếu mà đi chung với bạn Tùng á thì chắc không hợp cho lắm. Nếu đứng chung với bạn ghế xanh á thì kiểu thư sinh này nọ hợp hơn. Có nghĩa là giờ mình phải đổi cặp là hợp, theo em là vậy phải không? Em thấy sao? Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Hướng của em nhưng là hướng em gì? Em vẫn rất là cảm ơn bạn em đã góp ý cho em. Mà hướng em là hướng gì? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? À, có nghĩa là em vẫn là đang còn xăm xăm vô cô đỏ là cô ghế đỏ đàng hoàng. Biết gì hết. Vậy thì cho họ gặp nhau đi nè chị. Cho họ gặp nhau đi. Mở cửa trái tim. Năm. 4 3 2 1 Em thấy là hai bạn nữ bên đó thì bạn nào cũng xinh đẹp. Bạn Khánh thì có lẽ là cá tính hơn. Chắc là do cái môi trường làm việc của bạn. Dạ em thấy hai bạn rất là xinh. Bạn áo đen có thể là vui vẻ hơn. Tại em thấy bạn hay cười giống như em. Mục tiêu của em ban đầu là anh ghế đỏ, thì khi mở cửa ra thì em sẽ nhìn anh ghế đỏ đầu tiên. Em có hoang mang lo lắng gì không? Dạ không, nãy giờ em vẫn suy nghĩ theo cái hướng của em. Em đang biết em có bị bệ gãy hay không? Hai anh đều rất là chững chạc, đẹp trai với lại hay cười. Bấm. Hết thời gian. Chỉ có hai chiếc đèn sáng. Hello, chào Khánh. Dạ, em chào chị Tường ạ. Ngồi ở nhà mình đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi mùa dịch này khỏe không? Đang ở nhà với ai? Dạ em ở với anh hai của em. Mùa dịch này thì anh hai làm online. Rồi dạ, chị mai mối cho em xong á, tới cái lúc mà chương trình phát sóng lên á, chị coi lại mà chị mất cười muốn chết. Nhớ em nói em mà quen người nào là con trai nào là trai đó từ thẳng thành công luôn. Rồi sao? Rồi hiện giờ có thu hoạch thêm gì mới chưa? Dạ em không biết anh Tùng có gì. Hả? Sau cái chương trình thì anh Tùng cũng có liên hệ với em. Thì quá trình nhắn tin thì anh cũng có kêu em là kiểu chợ ơi cái gì vậy bà. Cái gì sao? Ai nói gì vậy bà? Anh Tùng. Em nghĩ là cái đó chắc mình nói vui thôi chứ cũng không có xui thế vậy. Ủa nhưng mà giờ hai đứa còn liên hệ với nhau không? Hai bạn còn liên hệ với nhau không? Dạ cũng có, kiểu như bạn bè chị lâu lâu có nhắn tin. Tại vì hồi trước là có một lần là tình cờ em thì đi làm bằng Grab. Khi mà em đi từ công ty em về thì em bắt Grab á, thì em bắt cái anh tài xế đó, thì em thấy cái tên là Lâm Thanh Tùng, nhưng mà em đó vậy không có để ý cái tên anh Grab là cái gì hết. Để ý. Còn cái avatar á, thì em đâu để ý làm gì đâu, nó chỉ là anh Tùng, em thấy cũng ngộ là lạ thôi. Thiệt là anh Tùng anh chạy tới công ty của em là anh rước ngay chân em luôn đó chị. Nó là một cái gì thì lúc đó anh Tùng anh chở em về nè. Thì đó là em cũng bất ngờ luôn, tại vì em thấy em với anh có nhiều cái điểm giống nhau quá, thế nên mà em bắt chiếc lát mà cũng bắt chúng anh Tùng.
Hay quá ha. Ủa nhưng mà vậy mà sao không liên hệ quan tâm nhau nhiều hơn chút mà sao chỉ lâu lâu mới liên lạc với nhau nghe buồn quá vậy? Không có phát triển lên tình cảm lên được nữa hả? Thật ra cái cảm xúc của em lúc mà em bấm nút á là em đã dành trọn cảm xúc của em trong cái nút bấm đó rồi. Thì khi mà anh không bấm lại em á thì em cảm thấy nó hụt hẫng á chị. Nên là giống như cái cảm xúc của mình nó bị bơi rất là nhiều rồi đó. Cho nên là khi mà em gặp ảnh hay gì thì em cũng chỉ cảm thấy là bình thường thôi, như bạn bè thôi. Rồi bây giờ là cũng nhắn tin qua lại, cũng có liên hệ lâu lâu hỏi thăm vậy thôi. Chứ không có gì phát triển, không có gì đặc biệt hết. Sau khi ghi hình tới nay rồi có thêm mối quan hệ nào khác nữa không? Thì sau cái chương trình nó phát sóng xong buổi tối hôm đó đó chị, là gia đình, ba mẹ em gọi cho em, đồng nghiệp em, bạn bè em gọi cho em quá trời, cái đêm đó em không ngủ được luôn. Thì sau cái chương trình phát sóng thì em thấy là cũng có rất là nhiều người liên hệ với em. Em cảm thấy là sau anh Tùng mà anh không bấm em lúc đó đó thì cũng tạo ra cho em nhiều cái cơ hội hơn rất là nhiều người. Nhưng mà vui phải không? Sau khi tham gia chương trình xong là thấy có nhiều cái năng lượng tích cực hơn đúng không? Dạ, dạ đúng. Em thấy tham gia lúc đầu em cũng sợ là cái kết quả nó hiện lên là người ta không có bấm mình á thì nó hơi quê. Thì nhưng mà sau cái kết quả nó ra thì nó cũng như em tưởng tượng. Là mọi người đều nói là trời ơi, người ta đẹp gái vậy á hả? Chị dễ thương nhẹ mà không bấm. Thì em cũng đúng. Ok, thấy vui. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Dạ hiện tại thì em đang vẫn tiếp diễn công việc hàng ngày với em không? Bình thường thì mình lên công ty, còn bây giờ mà làm ở nhà nó sẽ hơi cực hơn xíu. Tại vì công việc của em là nó chuyên về giáo dục cho nên là nó có thể dạy trực tuyến á. Với lại là em cũng đang học thạc sĩ vào thứ bảy chủ nhật á, vào cuối tuần, cho nên là mọi thứ vẫn diễn ra một cách bận rộn. Rồi khi qua dịch em cũng tiếp diễn cái công việc như vậy thôi ạ. Em cũng hy vọng là các bạn nữ nào mà độc thân hoặc là không có cái cơ hội tiếp xúc với các bạn nam á, thì cũng nên mạnh dạn đăng ký tham gia cái chương trình này. Tại vì nó có rất là nhiều cái lợi cho mình. Là nếu mà mình hơn, mình bấm, mình được mắt cho nhau á thì là ok. Còn nếu mà không á, thì bạn nam mà không bấm mình á, thì mình cũng khá là có nhiều cái cơ hội hơn nữa. Khánh nói rất là đúng luôn á Khánh. Rồi ok Khánh, bây giờ chị Từ Khánh là cố gắng tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Rồi nếu mà có cũng vui gì hay gì dạ, nhớ báo cho Từ biết với dạ, nha. Dạ, cảm ơn chị, em chào chị. Ok. Dạ. Hai đội có đội nào ăn hết cái sợi dây này trước đội đó chiến thắng được không? Oh. Chiến thắng sẽ có một phần quà đặc biệt từ ông Mai. Rồi. 1, 2, 3, ăn đi. Ai ăn trước thì cái gì vậy? Lụm lên, bậy bạ quá, nhanh lên. Không, cắn nẻ vậy? Nó dễ vỡ, nó em mong manh vậy. Mình phải níu giữ mối quan hệ này chứ. Đừng nên đứt gánh. Bên kia người ta nhai ngon nhõm nhẽm ngon rồi kìa. Từ thôi nè. Ăn liên tục mà cứ ăn nhầm luôn. Thì đâu có, thằng này nó ăn nãy giờ rồi, chị thấy mà. Vậy anh ăn hết thì em đi. Không, nhưng mà em cũng phải ngậm anh đứt dây là thua. Ăn đi, đi qua coi bên đây coi. Cái này tượng trưng cho mối quan hệ của mình đó, đó. Đừng nên dục tóc dài. Bên này ổn nè, bên này ổn nè. Bên này đó, từ đang tiến này sát gần nhau rồi nè. Thế lên. Ôi, không ăn nào. Em nhìn. Bây giờ em không ăn thì cà lăm cái gì? Em không ăn thì em ngậm đi cho ảnh ăn. Thôi sao vậy? Sao cà lăm luôn vậy? Nè, cái mối quan hệ tôi càng ngày càng gần rồi nha. Ủa sao bên đây cà lăm luôn rồi? Hả? Em nghe em đi. Em nhìn nhìn. Cái gì vậy? Cái cà. Ủa sao ngồi cà lăm luôn vậy? Dữ gì? Hả? Em nhìn cái miệng của ảnh. Cái miệng sao? Cái miệng ta dễ thương mà. Tội. Bé bị gì vậy? Em nói không vô. Hả? Sao? Đó cái miệng. Được. Đem lại nụ cười cho bạn nữ rồi. Còn bên đây sao? Tuyên tới đây là ngưng lại luôn rồi. Không phải, em bị hạ đường. Cái này nó chua. Ủa sao bên đây là ngọt quá, bên đó là chua quá? Rất là chua. Nãy giờ là không ăn kẹo. Bây giờ đưa tay ra cho anh nắm coi. Bây giờ mới chạm nè.
Có điện có chuyện qua không? Rồi. Anh chị nhẹ nhẹ nghe được em xỉu được anh đỡ. Khi nào giờ mới được nắm tay? Nắm đi, nắm cầm đi. Cầm tay nhìn vô mắt nhau 10 giây nha. Nói thử coi có cà lắm không? Anh ơi, anh thấy em sao? Anh ơi. Thôi. Anh thấy em sao? Em em rất là xinh đẹp và tài giỏi. Thì anh hy vọng em sẽ về cùng anh. Chắc cú luôn vậy hả? Chắc cú luôn. Không có suy nghĩ gì nữa hả? Không cần suy nghĩ. Trả về, trả về. Sau khi tham gia chương trình đó, thì cảm giác của mình nó rất là hồi hộp nhưng mà cũng rất là vui. Giữa mình với lại bạn, với lại anh Hà thì cũng có liên lạc với nhau, cũng có nói chuyện thường xuyên với nhau. Nhưng mà cũng đang còn tìm hiểu thôi chứ chưa có tính xa hơn. Tại vì khoảng cách của hai người cũng xa quá nên không có tìm hiểu xa sâu hơn được. Khi mà nghe chương trình có cái trò chơi đó, đó là giật mình luôn. Cái khúc đó là cái khúc mà em nhớ nhất luôn á. Tại vì gung quá trời gung, tự nhiên cái gặp cái mình, cái tự nhiên cái mình đứng đối diện với cái người mà mình từ nào giờ mình đâu có quen biết đâu, tự nhiên nói chuyện được có mấy câu, cái tự nhiên cái gặp mặt vậy đâu có được, mặt cỏ lắm, ngại lắm, cảm giác sợ á. Tại vì từ hồi nào giờ chưa có mà gặp ai mà mình bị cà lâm vậy á, cũng chưa bao giờ mà cận mặt một cái người lạ mà sát bên vậy hết, nên run lắm, cảm giác nó kỳ kỳ lắm, nó run lắm. Sau chương trình đó thì thấy anh Hà cũng rất là dễ thương, cảm thấy anh rất là tốt, nói chuyện cũng rất là nhỏ nhẹ, ngọt ngào nữa. Em gái của mình là người đăng ký chương trình cho mình thì có nói là trong chương trình thì anh Hà cũng rất là dễ thương, nói chung là anh Hà rất là hợp với mình. Nhưng mà còn chuyện tiến tới được hay không thì em gái không có biết được. Rồi thì bây giờ em có kế hoạch gì không? Bây giờ trong mùa dịch này thì em có kế hoạch cho cái cuộc sống của mình không? Mùa dịch này thì rất là khó khăn cho tất cả mọi người luôn, chứ không có riêng gì mình và em gái của mình. Thì dịch rất may mắn là mình có quê để mình về. Có những bạn ở Sài Gòn thì rất là khó, mình biết là có những bạn ở Sài Gòn rất là khó khăn. Nhưng mà mình mong các bạn sẽ vượt qua được cái việc khó khăn lần này. Thì công việc của mình thì cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Tại vì dịch này thì rất là ít người sử dụng mỹ phẩm, công việc của mình cũng bị gián đoạn nhiều lắm. Nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn thôi. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều là đã cho em cơ hội để được lên giao lưu với tất cả các bạn và ở trên chương trình. Và em mong là chương trình của mình sẽ là ngày phát triển tốt hơn để có thể giúp những bạn mà chưa có tìm được một nửa kia của mình có thể sẽ tìm được hạnh phúc cho mình sớm hơn. Và em cảm ơn chương trình nhiều ạ. Rồi, nếu mà có tin vui gì hay gì nhớ bảo em từng biết với nha. Và chúng ta sẽ đón xem chương trình Ghép Đôi vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 nhé. Và 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MTV Media.